Chào các bạn nhé, Khang Audio xin mời các bạn một cái đĩa nghe một cái đĩa nhạc của Trường Vũ The Best. Đây là một trong những cái đĩa nhạc mà hay nhất của Trường Vũ, được nhiều người bình chọn và mua nhất. Đây là một trong những cái sản phẩm gọi là hot sale nhất đấy. Thế thì chúng tôi mời các bạn nghe cái đĩa này ở cái bài đầu tiên cùng với tên gọi của chủ đề, đó chính là bài Gặp Nhau Làm Chi. Thưa các bạn, cái đĩa nhạc này được chúng tôi đang test trên cái hệ thống âm thanh T135, có giá trị 135 triệu các bạn nhé. Xin mời các bạn nghe. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tưởng nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mông. Người yêu người yêu, dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mòn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một lặng lẽ bước đi, vì trong cơn mưa tình xưa xóa nhạt nhòa. Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình. Khi đường không cùng lối đi, gặp nhau làm chi? Cho thêm sầu thêm nhớ. Gặp nhau làm chi, tình đã phai phôi. Người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say. Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi, đi trong cơn mưa tình xưa xót nhạt nhòa. Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình. Không cùng lối đi, gặp nhau làm chi? Cho thêm sầu thêm nhớ. Gặp nhau làm chi? Tình đã phai phôi. Người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say. Người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo nha.